chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bươu Đen Nằm Thấp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về con ốc bươu. Ốc bươu với tên khoa học là Bila bolita, tên tiếng Anh là ốc snail, tên gọi ngoài miền Bắc là ốc nhồi, trong miền Nam chúng ta gọi là ốc bươu đồng, tên quốc tế là ốc bươu đen. Về hình thái thì quả ốc có hình cầu với tháp ốc cao, dài và sắn. Mặt vỏ ốc bóng láng, màu xanh vàng hoặc nâu đen. Miệng ốc có hình bầu dục, vành miệng không liên tục và đơn. Nắp miệng có hình bầu dục dài. Về môi trường sống thì ốc bươu sinh sống ở nơi ẩm thấp như là ao hồ, ruộng nước, nơi có hàm lượng bùn bã hữu cơ cao, đa dạng về thực vật thủy sinh. Ốc bươu sinh sống ở môi trường nước chảy nhẹ, không bị ô nhiễm, với nhiều thực vật thủy sinh như là gông, các loài bèo, hoa súng. Ngoài ra còn có các yếu tố quyết định đến môi trường sống của ốc như là nhiệt độ, độ pH, độ mặn, nồng độ oxy trong nước. Về phân bố thì ốc bươu phân bố ở các nước Đông Nam Á và một số nước lân cận như là Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh. Tại Việt Nam thì ốc bươu phân bố trên toàn lãnh thổ từ Bắc vào Nam. Đặc biệt là chúng phát triển mạnh ở khu vực sông Hồng và sông Mekong. Về thức ăn thì ốc bươu là loại ăn tạp. Chúng ăn các loại sinh vật phù du trong tự nhiên như là rêu, tảo, thực vật thủy sinh, bùn bã hữu cơ, các loại phân của gia súc, các loại xác động vật và phân hủy. Ngoài ra chúng rất là thích ăn các loại lá như là lá rau muống, lá sắn, thân và lá của cây xí chi để chứa mục. Và trong điều kiện nuôi nhân tạo thì chúng ta có thể bổ sung thêm các loại thức ăn tự chế như là cám gạo, cám ngô, bột cá, thức ăn công nghiệp. Về kẻ thù thì ốc bươu là loại thức ăn tôi thích của các loại như là chuột, đùm bếp và các loại cá như là cá chép, cá chấm đen. Và một kẻ thù rất là nghiêm trọng ảnh hưởng đến con ốc trong tự nhiên đó là ốc bươu vàng. Chúng phát triển rất là nhanh dẫn đến sự cạnh tranh về dinh dưỡng và nơi sống của ốc bươu. Và một kẻ thù cuối cùng rất là nguy hiểm đó là con người. Thì với sự khai thác một cách vô tội vạ cũng như là sử dụng các loại thuốc hóa học cho trồng trọt nó ảnh hưởng rất là nhiều đến môi trường sống của ốc bươu, dẫn đến sự sụt giảm của ốc trong tự nhiên. Về sinh sản thì ốc bươu là loài ốc phân biệt giới tính, có cả đực và cái. Thì khi mà con ốc nó vào giai đoạn trưởng thành thì chúng ta sẽ phân biệt được ốc đực và ốc cái. Ốc bươu sẽ thụ tinh trong quá trình ghép đôi. Ốc thường sinh sản tập trung vào mùa mưa và ốc đẻ trứng cách mặt nước từ 5 đến 30cm. Sau khi ghép đôi và thụ tinh từ 5 đến 7 ngày thì ốc sẽ bắt đầu đẻ trứng. Trứng ốc màu trắng có hình bầu dục. Sau khi trứng ốc đẻ được từ 1 đến 2 giờ thì chúng ta sẽ thu trứng. Trứng ốc được ấp từ 15 đến 20 ngày thì sẽ bắt đầu nở và thành ốc con. Rồi thì em cũng xin kết thúc tập 1 ở đây. Ở tập 2 thì em sẽ trình bày xoay quanh về vấn đề nuôi ốc. Rồi thì cũng rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà mình đang gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con gặp video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.